An Lạc Green Symphony, siêu phẩm đầu tư sáng giá của năm 2021. Dự án kế thừa tiềm năng phát triển của phía Tây Hà Nội khi sở hữu vị trí độc tôn, kết nối với khu vực trung tâm bằng các con đường nội đô như đường Vành Đai 3.5, đường 70, đường Trịnh Văn Bồ, đường kết nối dự án với đường Trịnh Văn Bồ, đường Liên Khu 8, kết nối với khu vực An Khánh để đến với Hà Đông. Đặc biệt, dự án còn kề cận nhà ga Metro số 7, tuyến Metro đón đầu tương lai phát triển của phía Tây. Với hạ tầng giao thông tuyệt vời như vậy, An Lạc Green Symphony kết nối tới hàng loạt các điểm đến chỉ trong vòng 5 phút như khu vực Mỹ Đình, New CBD của thủ đô, trung tâm hội nghị quốc gia, thiên đường Bảo Sơn, hệ thống tiện ích của Vinhome Smart City, siêu thị Bixi, Ion Mall Hà Đông, hệ thống giáo dục hoàn hảo, hệ thống y tế chất lượng, cùng với các loại hình sản phẩm đa dạng từ chung cư cho đến biệt thự. Dự án chính là siêu phẩm đầu tư sáng giá. Đầu tiên phải kể đến dãy nhà phố đẳng cấp Shophouse An Lạc Green Symphony. Sản phẩm Shophouse tại đây có diện tích phù hợp từ 100 đến 152 mét vuông, được thiết kế cao 4 tầng và sở hữu mặt tiền đường siêu rộng 58 mét, 30 mét và 13,5 mét. Đặc biệt là lợi thế kề cận ba công viên chủ đề của dự án Shop Villa là dòng sản phẩm có nhiều tiềm năng vượt trội, có diện tích từ 135 đến 202 mét vuông với chiều cao từ 3 tầng. Loại hình này có mặt tiền nhà rộng từ 5 đến 6 mét, nằm kề cận công viên Center Musical và trường liên cấp của dự án. Loại hình biệt thự đơn lập tại dự án có diện tích từ 259 đến 301 mét vuông, được xem là diện tích phù hợp với vị trí kề cận công viên và trường học, mang đến cơ hội an cư muôn đời, sinh lời bền vững. Dự án được quy hoạch thông minh với mô hình đô thị 5 sao bán khép kín, hay còn gọi là semi-compound, đảm bảo cân bằng giữa riêng tư và đông vui, giữa không gian xanh với cuộc sống hiện đại năng động, với hệ thống ba công viên cực phẩm như công viên Center Musical quy mô 1,1 hectare, công viên Harmony quy mô 1,1 hectare, công viên Melody River Park có chiều rộng lên đến 20m và chiều dài 1,3 km. Cùng với hơn 40 tiện ích hoàn hảo được vận hành chuyên nghiệp và đặc biệt là tổ hợp đại an sinh, hứa hẹn sẽ mang đến cuộc sống trọn vẹn cho cư dân. Với nét kiến trúc tân cổ điển đẳng cấp, An Lạc Green Symphony chính là sản phẩm hội tụ 3 trong 1, vừa an cư viên mãn, vừa kinh doanh đắc lợi và là sản phẩm đầu tư vượt trội. An Lạc Green Symphony, tâm điểm đầu tư, đón đầu xu thế.